Xin chào các bác, các cô và các anh chị. Chào mừng các bác, các cô và các chị đã quay trở lại kênh YouTube của Thảo Mỹ Linh. Hôm nay thì cháu Linh có đi quay ở chỗ một cái hộ gia đình là nhà bằng mái bạt. Thì cháu Linh cũng quay và về đến Niêm Sơn rồi các bác ạ. Thì tiện đường thì cháu Linh qua đây thì cháu Linh cũng đi vào để thăm lại cái hộ gia đình, chỗ mà cái hoàn cảnh của nhà anh trai khuyết tật. Thì anh trai khuyết tật thì các bác cũng có biết là chú Tất Thắng này, chú quay lên cho các bác và các cô và các anh chị trên kênh YouTube của chú Thắng thì các bác cũng xem qua rồi, và cả kênh của AZ Hà Giang. Thì hôm nay thì cháu Linh nhân tiện đường thì cháu Linh sẽ mua một ít bánh kẹo, một ít mì, gọi là mua tặng cho anh trai khuyết tật, xem là cái cuộc sống của anh như thế nào. Thì các bác cũng biết về anh trai khuyết tật thì chú Tất Thắng với cả AZ thì cũng có làm nhà cho anh trai khuyết tật rồi, nhưng mà anh cũng không ở, anh lại vẫn đi ra ở chỗ cái lều mà anh hay ở. Thì bây giờ các bác hãy cùng với cháu Linh ra đó để xem hiện giờ anh trai còn ở chỗ cái lều đấy không, hay là anh đi đâu rồi. Đấy, các bác cũng thấy lúa rất là đẹp luôn, rất rất chắc. Đấy, đây là đường đi lên chỗ nhà của anh trai khuyết tật. Đây, sao lùi chân mình hơi ngắn. Đường thì hơi sóc một chút, các bác xem video thấy nó hơi sóc thì các bác thông cảm, hơi rung lắc, đường hơi trơn lắm. Không biết là hiện giờ là anh trai có ở chỗ cái lều mà anh trai ở không. Như các bác cũng xem là cái thước phim trước, cháu Linh cũng cùng chú Tất Thắng thì cũng vào chỗ lều của anh trai và cũng có mua bạt vào che mưa che nắng cho anh trai, tại vì là cái căn lều của anh trai thì nó cũng đã hỏng hóc rồi. Cũng không biết là một lý do nào đó anh lại không ở cái căn nhà của anh mà anh ra cái lều mà anh ở. Sau cơn mưa thì trời lại nắng các bác. Mấy hôm trước thì thời tiết ở Mèo Vạc mưa rất là to, mưa 3-4 ngày không ngớt luôn các bác. Đấy các bác ạ, hiện giờ thì cháu Linh cũng đến chỗ cái lều của nhà anh trai khuyết tật đây rồi. Thì hôm nay cháu Linh vào thì cũng mua được một ít bánh kẹo, mì tôm cho anh trai. Thì không biết là anh trai có ở nhà không. Đấy. Đấy, mấy cái bạt mà hôm nọ chú Thắng mua vào là che hộ là cũng tốt. Anh trai ơi, ở nhà không nhờ? Đang làm gì đây? Hả? Đang nấu cơm à? Ôi da, chiên thịt cơ à? Ai cho thịt đấy? Họ cho à? Cái kia là cái gì? Cái củi à? Chặt nhỏ ra đốt à? Đấy. Cái căn nhà thì cũng... đợt nọ là cũng che bằng bạt, cũng sửa rất là đẹp rồi các bác ạ. Đấy, cái nhà anh trai đấy còn trồng cả cây đu đủ ở ngoài này luôn à? Làm món canh đắng à? Hay làm gì? Trồng ăn quả đó à? À đấy, không biết là một lý do gì tại sao anh trai không thích về nhà ở. Tại sao mình không về nhà mình ở anh trai? Thích ở đây hơn à? Anh trai còn nhớ em không? Nhớ. Đến nọ đến nhà che bạt hộ ấy. Đấy. Sợ thật. Dạo này có khỏe không anh trai? Dạ. Dạo có khỏe không? Khỏe chứ. Khỏe à? Đấy. Anh ra ngoài này đi. Em mua ít quà cho. Chào nhá. Vâng, xin chào anh. Đi đâu đấy? Thằng cháu về mà. À, đấy. Thăm anh trai à? Thăm anh trai tí. Vâng, vâng. Chán lắm, có nhà mà không thích ở. Chán, không biết nghĩ gì. Thì ông có một tí tâm thần ấy. Tâm thần á? Anh trai ơi, đây em gửi ít quà cho anh này. Đây đi. Ấy, cất đồ em nhá. Thế ở đây là mình, nước nôi là mình lấy ở đâu về? Nước nôi à? Ừ. Thì chẳng biết nữa. Chẳng biết nữa. Lấy nước về dùng mà cũng không biết lấy ở đâu à?
Đấy các bạn. Xin một tí à, lên trên là lấy cho hai gói thuốc à? Hai gói thuốc lào á? Ui ôi, bà cứ hút thuốc lào vẫn hút à? Hút chứ. Ui giời, hút thuốc lào cũng tốt đâu. Tốt rồi mà. Đấy. Các bác cũng biết cái căn nhà của anh cha đây. Cái căn lều ấy. Đây gọi là lều luôn. Bác xem. Thì hôm nay cháu Linh cũng tiện đi qua đây thì là cũng vào thăm anh trai luôn. Gọi là mình mua ít quà cho anh. Lần trước thì vào thấy cái hoàn cảnh của anh thì mình cũng rất là thương. Nhưng mà cũng biết là làm cho nhà rất là đẹp rồi nhưng mà không thích ở. Chả hiểu. Đấy. Thế mấy hôm mà mưa này có dột không anh trai? Có gì? À. Đấy bánh đấy. Đấy. Em Linh đây thì không có tiền thì mua ít bánh nhỏ cho anh thôi nhá. Có gì thông cảm cho em Linh. Đang nấu cơm mà không xem cơm à? Đang nấu à. Đợt nọ thấy có một gốc củi to đùng đây đi đâu rồi? Đốt rồi à? Đốt rồi? Đốt hết rồi ạ. Đốt hết rồi à? Đấy, đang làm thịt đây các bác. Ăn ngon vết nhờ. Cho em Linh ăn với được không? Hả? Hả? Có cho ăn không? Cho chứ. Cho à? Cái không nấu cơm làm sao mời được, có cơm không? Có. Đâu cơm đâu? Đâu mở xem nào. Hả? Đâu mở xem nào, xem có cơm không, em biết nấu cơm không? Có. Đấy, có cơm đây đúng không? Ui, thế thì phải ở lại ăn cùng anh trai đó. Ăn một bữa cơm anh trai luôn. Lưng béo thì có ăn được chưa? Okay. Ý là ngồi tựa lưng thôi, không ngủ được à? Sao thế nhỉ? Không nằm làm sao là ngủ được ạ? Ý là vẫn tựa vào cái khúc gỗ kia, vẫn ngủ được bình thường ấy. Mà đêm thì ông không ngủ đâu, ông chỉ lầm bầm cả đêm. Đêm lầm bầm à? Chắc là sợ ma. Chắc là sợ ma thôi. Anh trai đây ở cái nhà có một cái cây nhỉ? Cây cô đơn ấy nhỉ? Anh trai, sao phải ra làm liều đúng một cái gốc cây này? Để nó che mưa che nắng cho à? À, gần giống như cây cô đơn, giống như anh trai cô đơn luôn ấy nhỉ? À, như em Linh thì cũng không biết thì là hỏi một chút chỗ anh trai là... Thế là mình trước mình đã lấy vợ chưa? Có vợ không? Có vợ à? Chẳng có đâu. Chẳng có đâu à? À... Vâng. Thương anh trai quá, không biết nói chuyện như thế nào nữa. Đấy anh thì đang nấu cơm thì các bác xem anh nấu cơm nhé. Dầu còn đủ dùng không? Hay hết rồi? Hết rồi ạ. Hết rồi á? Thế để em Linh xuống mua cho thêm một tí nhá. Được không? Hay là anh đi cùng? Đi cùng. Đi lấy 2-3 gói thuốc à? Hai ba gói thuốc á? Được, tí em Linh mua cho nhá. Nhưng mà phải cố gắng. Nhưng mà hỏi tí là lúc nãy hỏi là lấy nước ở đâu về không biết ở chỗ nào. Lấy nước ở đâu? Nước à? Ừ. Nước dưới đấy à? À, có suối đây đúng không? À đấy. Thế lúc nãy em Linh hỏi thì không thừa. Chết mất rồi. Ra cái hoàn cảnh này thì các bác cũng biết là trên kênh của chú Thắng với cả em A Giờ là cũng rất là nhiều rồi. Thì cháu Linh cũng không nói nhiều. Đấy thì cháu Linh chỉ vào là tặng ít quà cho anh trai thôi. Thế anh trai còn nhớ A Giờ không? Mấy hôm nay A Giờ đến thăm không? Nhớ chưa? Nhớ à? Đấy, mấy hôm nay A Giờ đang bận đi đưa một em đi khám bệnh rồi. Chắc là mấy hôm nữa sẽ quay lại và thăm anh trai thôi. Thế chân của anh trai là sao, là bị làm sao mà nó cứ cong cong thế anh trai? Cái chân à? Nó bé bì rồi à? Đâu xem nào, cười xem nào. Không tắm rửa à? Tắm nhưng mà à, đây là bị teo, teo chân chứ không phải là bị gãy. Chân bên kia thì không sao đâu đúng không? Không sao rồi. Vẫn đi tốt cái gì? Đâu anh thử đi em xem nào, xem đi nào. Đi không được à? Đi không được á? Phải chống cây à? Chống gậy à? Chống cái gậy này à? Phải cái gậy bên tay trái này không? À tay phải này không? Thì em Linh mang quà đến không cảm ơn à? Cảm ơn em Linh. Cảm ơn. Em Linh. Em Linh. Đấy. Thôi em chiêu thế thôi, không tí các bác các cô ở trên kênh em lại mắng em mất đấy. Vì là em đến là em chỉ thăm anh thôi. Đấy, thấy anh vẫn sống vui vẻ.
sức khỏe dồi dào thế này quá tốt rồi. Thế mấy hôm nọ mưa to thì có bị dồi không? Dồi á? Nọ chả che bạt hết rồi làm sao dồi được nữa? Nóng quá. À ý là nó bị dồi ở mấy cái vỉa góc góc thôi gì? Đúng rồi, làm sao mà dồi trên mái được? Chúng Thắng đã mua bạt che như thế rồi. Xong là a giờ cũng vào sửa hộ rồi. Mà cái bạt này cũng hiểu được thôi. Đấy, a giờ vào nó che cho, nó sửa lại cho đẹp rồi. Đúng không? Đúng. Thôi anh xem thịt đi, không tí thịt cháy nhé. Thịt. Quên, ra đây không tí là thịt cháy. Ấy. Ấy xem thịt đi. Ấy tí các bác hãy cùng với cháu Linh ăn bữa cơm với anh trai khuyết tật đây. Anh trai mời ăn cơm đúng không? Thịt chín chưa? Chín rồi. Chín rồi thế gì? Thế bây ra ăn thôi. Bây ra em ăn cùng với. Nha, nhưng mà có cho em Linh ăn không? Có mời em Linh ăn cơm không? Mời chứ. Đấy, anh trai vẫn mời các bạn, vui quá. Thế anh trai mời em ăn cơm nào ấy? Hả? Cơm này bị thiêu á? Thiêu rồi, thế thì em ăn thịt thôi gì? Ăn thịt với anh thôi đúng không? À, các bạn. Đây, anh trai đang chiên mỡ. Không biết là cái này là ai cho đấy? Nè. Anh Hoàn xuống dưới cho rồi. À, dưới kia họ cho đúng không? Họ thấy thương mình quá, họ cho đúng không? Xem dầu, cái đèn dầu chú Thắng mua kia còn đốt được không? Hết dầu rồi đúng không? Hết dầu rồi. Hết dầu rồi. Tí em xuống em mua cho. Ấy mì cất đi nhá. Không để đấy, tí ai đến ai xin luôn thì... Lấy cho một tí thuốc nhá. Thuốc gì? Thuốc Lào. Thuốc Lào á? Ôi dồi, hút thuốc Lào cơ à? Được. Tí em mua cho. Thế đang đi bảo ở đây chờ được anh trai mời ăn cơm mà đợi mãi chưa được ăn. Đấy. Nhớ tắm rửa đi cho nó sạch sẽ anh trai. Vâng. Mình tắm ít thì lâu 3 ngày mình tắm một hôm một lần được chứ không cần phải tắm nhiều. Vâng. Thôi nhá, có gì em về đây xong rồi em xuống em mua cho em mang lên cho anh nhá. Ok. Đấy, các bác thì cháu Linh sẽ xuống dưới là cháu Linh mua ít đồ thuốc lào với dầu cho anh trai để buổi tối anh đốt những cái đèn dầu tôi kia. Tôi mua một cái bật lửa nhá. Mua một cái bật lửa nữa à? Thế được. Thế nhá. Thế là anh trai để chào, anh trai bảo là chào, anh trai bảo chào cô bác, anh chị trên kênh của cháu Linh nhá. Đâu anh trai để nói cho em nói được không? Nói được. Đâu nói nào. Chào cô bác, anh chị trên kênh của Thảo Mỹ Linh. Thảo Mỹ Linh. Thôi được rồi, để em về em xuống dưới em mua cho nhá. Đây còn một cái bật này. Đây. Xem dùng được không? Được, vừa quẹt thử. Đây để em xuống em mua dầu cho. Nhá. Đây để cháu Linh đi xuống dưới cháu Linh mua dầu luôn các bác. Thì cái thước phim của cháu Linh chắc cũng đến đây là kết thúc rồi. Thì các bác cũng biết đến chỗ anh trai khuyết tật đây. Ở phía dưới kia thì có một cái view rất là đẹp các bác xem. Thời tiết hôm nay là mấy hôm trước thì mưa rất là to, thì bây giờ thì hiện giờ thì trời đã nắng rồi, thì thời tiết rất là đẹp, nhìn rất là thích luôn các bác. Mây núi đây, điệp trùng ấy. Đấy, vừa rồi thì các bác cũng được xem những cái thước phim cháu Linh quay lại chỗ nhà của anh trai khuyết tật cho các bác xem. Thì anh trai đây cũng rất là buồn đấy. Thì cháu Linh cũng thấy là thương anh nữa, nhưng mà nhiều khi là dở khóc dở cười không biết là nói như thế nào các bác. Có nhà nhưng mà không ở, cứ đi ra ở cái lều này. Thế thì bây giờ là cháu Linh đi xuống dưới để cháu Linh mua một ít là dầu cho anh trai, mua bật lửa với mấy gói thuốc lào cho anh trai. Thì vừa rồi thì cháu Linh với cả anh trai là trêu đùa với nhau vui thôi để tạo tiếng cười cho anh trai. Lâu anh ở một mình cô đơn quá thì mình muốn tạo tiếng cười cho anh trai, thì mong là các bác xem qua thì hãy thông cảm cho cháu Linh. Hôm nay cháu Linh cũng thực chất là đi quay một cái hoàn cảnh ở phía bên đầu cầu bên kia, thì là qua đây thì cũng tiện ghé vào thì cũng thăm chú anh trai, mua ít nhu yếu phẩm cho gia đình anh, cho anh không phải gia đình. Đấy. Thì bây giờ cháu Linh đang đi xuống rồi để đi ra phía bên kia thì nó mới có cửa hàng. Và trong cái thời gian vừa rồi thì cháu Linh cũng quay những cái video mà chưa thực sự là hay và lôi cuốn, thì cũng mong là các bác hãy đóng góp
những cái lời nhận xét để cháu Linh ngày càng một hoàn thiện bản thân hơn ở trên bước tiếp trên con đường thiện nguyện của mình ở trên vùng cao, đặc biệt là khu vực Mèo Vạc. Đấy, thì mong các bác hãy nhớ ủng hộ cho cháu Linh, tại vì bà con trên vùng cao vất vả quá các bác ạ. Căn bản là không phải vất vả mà là do cái trình độ văn hóa nó quá thấp, thế nên là cũng không thể là ấy được. Cháu cô ạ, cháu lên lên về đó ạ. Cũng do cái trình độ văn hóa kém, thế nên là cái cách suy nghĩ của người dân người ta cũng không thể nhanh nhẹn và không thể làm ăn được. Đấy, thì mong là các bác xem thì các bác cũng thông cảm. Đấy, đường trơn đấy nhở. Và cái video của cháu Linh là đến đây kết thúc rồi. Xin chào tất cả các bác, xin chào tạm biệt tất cả các bác. Và các bác thấy thức phim của cháu Linh hay và ý nghĩa thì các bác nhớ đăng ký kênh và ấn nút chuông để đón chờ những video mới nhất trên kênh Thảo Mỹ Linh.